Choáng với số tiền khủng, từ trước đến nay Hậu Hoàng kiếm được từ thế giới ảo YouTube. Tính đến tháng 12 năm 2020, kênh YouTube của Hậu Hoàng đã có gần 7 triệu người đăng ký và 2,1 tỷ lượt xem video. Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, được biết đến với vai trò YouTuber kể từ năm 2017. Hậu Hoàng sinh năm 1995 tại Hà Nội. Tính đến tháng 12 năm 2020, kênh YouTube của Hậu Hoàng đã có hơn 6,83 triệu người đăng ký và 2,1 tỷ lượt xem video. Ở Việt Nam, kênh của cô nằm trong top 11 kênh có số lượng đăng ký lớn nhất và là kênh có lượng lượt xem trung bình ở mỗi video cao nhất. Hậu Hoàng cũng sở hữu tới gần 3 triệu lượt follow trên trang cá nhân. Cô còn được khán giả yêu ái gọi là nữ thánh chế của làng YouTube. Chỉ cao 1m55, sở hữu hình thể nhỏ bé và gương mặt lém lỉnh, Hậu Hoàng được các fan nhí vô cùng yêu mến. Cô cũng được nhiều anh em trong giới YouTuber nể phục. Điều thú vị là Hậu Hoàng sinh ra trong dòng họ có nhiều thế hệ là quân nhân. Bố mẹ, anh chị của Hậu Hoàng cũng là quân nhân. Chỉ riêng YouTuber sinh năm 1995 không theo nghiệp gia đình. Bản thân Hậu Hoàng cũng có thành tích học tập khá đáng nể. Tốt nghiệp trung học, Hậu Hoàng thi đỗ vào Học viện Tài chính, chuyên ngành tài chính. Năm thứ tư đại học, Hậu Hoàng bắt đầu nổi tiếng với clip nhạc chế có tên Lép. Tuy nhiên, cô chỉ xem việc sản xuất clip như một thú vui. Tốt nghiệp đại học, Hậu Hoàng có thời gian ngắn làm nhân viên văn phòng trước khi chính thức nghỉ việc để trở thành YouTuber. Mặc dù nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng YouTuber Hậu Hoàng lại rất ít khi chia sẻ trên truyền thông. Mới đây, cô gây chú ý đặc biệt khi tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Trong công việc, Hậu Hoàng được nhận xét là người cẩn thận và có trách nhiệm. Cô có nguyên tắc không bao giờ quảng cáo cho sản phẩm liên quan đến sức khỏe hay mỹ phẩm mà mình chưa sử dụng. Hậu Hoàng là gương mặt trẻ đang thống trị mảng nhạc chế trên mạng xã hội. Các sản phẩm của cô gái này thường xuyên lọt top tìm kiếm trên YouTube, thậm chí qua mặt cả những MV được đầu tư tiền tỷ của Sao Việt. Hiện, kênh YouTube của Hậu Hoàng có 3 triệu lượt theo dõi và thành nữ nhạc chế này cũng đã nắm trong tay hai nút YouTube bạc vàng từ rất lâu. Theo Social Blade, mỗi tháng Hậu Hoàng có thể kiếm được từ 31.000 USD, tương đương 720 triệu đồng, cho tới 495,6 nghìn USD, hơn 10 tỷ đồng nhờ số lượng người theo dõi lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, thu nhập của thánh nữ nhạc chế không cao như con số dự đoán. Trong một chia sẻ cách đây không lâu, Hậu Hoàng tiết lộ rằng thông thường khi làm video, cô đã có tính toán trừ đi phần cắt xê trả cho anh em ekip, rồi sau đó cũng không tính lại nên bản thân cũng không biết thu nhập của mình bao nhiêu. Đáng chú ý, số tiền Hậu Hoàng nhận qua YouTube không tính bằng lượt xem video mà dựa trên lượt chạy quảng cáo trên clip. Tuy nhiên, thu nhập của các YouTuber Việt Nam thấp hơn ở nước ngoài rất nhiều. Ví dụ, clip nước ngoài nhận được khoảng 1 tỷ thì tại Việt Nam chỉ được trả khoảng 50 triệu đồng. Nếu căn cứ trên số liệu và thông tin so sánh này, có thể suy ra Hậu Hoàng nhận được tối đa mỗi tháng chỉ khoảng hơn 500 triệu đồng. Mặc dù thu nhập của thánh nữ nhạc chế Việt thiệt thòi hơn các YouTuber nước ngoài khá nhiều, nhưng so với các công việc khác thì số tiền mà Hậu Hoàng kiếm được từ mạng chia sẻ video xã hội cũng là một con số khủng mà nhiều người ao ước. Nổi tiếng trên mạng, nhưng Hậu Hoàng rất kín tiếng về đời tư, gần như không nhận lời tham gia game show, cũng ít trả lời phỏng vấn. Năm nay, Hậu Hoàng cũng đã 25 tuổi, nhưng cô nàng chưa từng công khai người yêu và cũng bày tỏ thái độ bàng quan với chuyện kết hôn. Trong một chia sẻ vào dịp Tết, Hậu Hoàng đáp trả vui vẻ về việc bị người thân hỏi thăm chuyện chồng con. Cô cảm thấy mình còn trẻ, nhưng mới 15 tuổi, nên khi họ hàng, cô dì chú bác hay hỏi thì chỉ cười hi hi rồi bỏ chạy. Mới đây, khi tham gia chương trình đang cực kỳ hot trên bảng xếp hạng YouTube Sao Nhập Ngũ 2020, tên tuổi của Hậu Hoàng càng được đẩy lên cao và thêm nhiều người hâm mộ vì sự dễ thương nhanh nhẹn, đặc biệt cộng đồng mạng đang tích cực đẩy thuyền cho cô nàng thành nữ nhạc chế Việt và Mũi Trường Long. Khoảnh khắc Mũi Trường Long đặc biệt gọi tên Hậu Hoàng trong Sao Nhập Ngũ tập 5 gây sốt sình sịch ngay khi vừa lên sóng. Hậu Hoàng và Mũi Trường Long đang là cặp đôi được dân tình đẩy thuyền tích cực trong Sao Nhập Ngũ mùa này. Mọi nhất cử nhất động cùng tương tác của cả hai ở trong và ngoài chương trình đều khiến shipper dần dần bấn loạn. Mới đây nhất, trong tập 5 của chương trình Sao Nhập Ngũ, Mũi Trường Long cho cả đội chơi trò chơi. Trò chơi này được cho là vừa mang tính giải trí, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa rèn luyện tiền đình. Cụ thể, mỗi người trong từng đội 1 và đội 2 sẽ xoay vòi vòi 10 vòng, sau đó chạy lên đá vào chai nước đã được đặt sẵn ở phía trên. Kết quả chung cuộc đội 1, Nam Thư và Diệu Nhi về nhất. Trong khi đó đội 2,
Hoàng Yến, Khánh Vân, Hậu Hoàng và Kỳ Duyên về nhì. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như lúc công bố kết quả đội 2, mỗi trưởng long không đặc biệt ưu ái gọi tên. Đội 2 có đồng chí Thúy Hậu là đội về nhì. Khi được mũi trưởng long kêu tên, Thúy Hậu bất ngờ ra mặt, nhưng cô không giấu đi sự phấn khích, vui sướng. Khánh Vân lúc đó cũng quay sang và thì thầm to nhỏ với Hậu Hoàng. Đội 2 sao chỉ có mình mày? Còn Kỳ Duyên, Diệu Nhi bày tỏ sự ngán ngẩm kiểu, ủa, chúng tôi đứng thù lù thế này mà mũi trưởng coi như vô hình, coi tức không? Trước đó, mũi trưởng long cũng bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình khi Hậu Hoàng ra mắt MV Thế Giới Ảo. Không dừng lại ở đó, khi có một fan vào hỏi về khả năng anh và Hậu Hoàng sẽ cùng xuất hiện trong MV, mũi trưởng long đã có câu trả lời mang tính giải thính. Bình tĩnh chờ nha, khiến hội đẩy thuyền mũi trưởng Hậu Hoàng phải rụng tim. Đây không phải là lần đầu Hậu Hoàng xuất hiện trên Facebook của mũi trưởng long. Cách đây không lâu, anh từng công khai đăng ảnh chụp thân thiết cùng Thánh Nhạc Chế với caption anh em mình là cái gì nào. Bức ảnh đã nhận về lượt like khủng chỉ sau vài giờ đăng tải, cũng đủ thấy khán giả nhiệt tình và ủng hộ cặp đôi này đến mức nào. Hậu Hoàng làm hẳn clip lên án cho tẩy chay mạng và chen lập group anti, ẩn ý bênh bạn thân Khánh Vân Trang. Mới ra mắt được 2 tiếng, nhưng MV Nhạc Chế mới của Hậu Hoàng đã nhận về gần 300.000 lượt view. Hậu Hoàng và Khánh Vân là những cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất trong Sao Nhập Ngũ 2020. Dù một người thì mạnh mẽ, cá tính, một người nổi tiếng thì bánh bèo, công chúa, song hai cô nàng vẫn là cặp bài trùng thân thiết. Mới đây, Hậu Hoàng vừa cho ra mắt một MV Nhạc Chế mới. MV mang tên Thế Giới Ảo kể về tình trạng bắt nạt mạng cũng như chen lập group anti. Sản phẩm âm nhạc mới này của nữ YouTuber không chỉ có sự tham gia diễn xuất của cô bạn Khánh Vân, mà còn được cho rằng có nội dung bênh vực nàng Trà Long giữa liên hoàn biến. Cụ thể, trong MV mới, Hậu Hoàng hóa thân thành một cô nàng công sở, có vẻ như vì bị sếp mắng đâm ra ức chế, cô nàng tìm hết cách trút nỗi bực dọc lên mạng xã hội. Một trong những đối tượng bị Hậu Hoàng ném đá là Ngọc U, Khánh Vân đóng, một cô nàng YouTube. Dù chẳng biết Khánh Vân là ai, nhưng Hậu Hoàng vẫn tha hồ bịa chuyện, bình luận đủ thứ nhằm công kích cô nàng. Không chỉ dừng lại ở việc bình luận suông, Hậu Hoàng còn cầm đầu nhóm lập nguyên group anti Khánh Vân. Cô nàng cùng các thành viên khác chuẩn bị kỹ càng kế hoạch tẩy chay nàng YouTube. Kết quả đã khiến Khánh Vân suy sụp, đồng thời mất rất nhiều hợp đồng quảng cáo, hợp tác. Xuyên suốt MV, nhiều vấn nạn khác như lập clone để tha hồ ném đá người khác, rủ nhau red một sao vì bên nào đó sử dụng, hợp tác với nhân vật bị anti, cũng bị Hậu Hoàng lên án. Thông qua sản phẩm lần này, Hậu Hoàng muốn gửi gắm, tự do ngôn luận không thể dùng để biện minh cho những hành vi bắt nạt trực tuyến. Hãy sử dụng mạng xã hội đúng với mục đích của nó là kết nối và sẻ chia. Đồng thời, cô nàng cũng chia sẻ thêm rằng, thế giới ảo, lời nói ảo nhưng nỗi đau để lại là thật. Một câu nói vô tình, một câu phán xét không chủ đích, tất cả đều có thể trở thành nguyên nhân cho một sự đau lòng khó xóa nhòa. Bỏ qua việc Hậu Hoàng bắn rap côn ra sao hay Khánh Vân trong MV xinh thế nào, nhiều người cho rằng MV Thế Giới Ảo là một cách khá hay để Hậu Hoàng bảo vệ cô bạn thân sau chuỗi ngày Khánh Vân dính phải nhiều ồn ào. Năm sau thì rap Việt nhà Hậu Hoàng, chất lắm, vừa bảo vệ bạn vừa bắt đúng trend, lai mạnh, ủng hộ cả Vân lẫn Hậu. Kêu Khánh Vân ra khỏi anti-fan, Hậu Hoàng quá ngầu. Chỉ một chữ chất, MV nói lên cái thực tại của mạng xã hội toàn là thánh thích phán xét với những nhà đạo đức online. Hy vọng mọi người nghe xong bài này, ai đang định lập anti-group thì từ bỏ ý định, ai vào rồi thì ao ra và đừng quên report.